Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong cái tiết số 3, tuần 27, vở luyện toán lớp 5, tập 2, trang 46-47. Rồi, bây giờ thì như thường lệ, lúc nào cũng vậy, các em đã sẵn sàng tâm lý cho việc tiếp nhận bài học chưa? Nếu mà sẵn sàng thì nhớ chúng ta trong tuần này tìm hiểu về vận tốc, quãng đường và thời gian. Và các em nhớ là hãy xem lại những cái nội dung đó. Và những nội dung này thì ở trong tiết số 1, tiết số 2 của tuần 27 chúng ta cũng đã luyện rất là nhiều rồi. Còn không thì các em xem ở trong vở phiếu cuối tuần môn toán lớp 5, hoặc là gì, vở bài tập toán 5 hoặc sách giáo khoa toán 5, chúng ta cũng đã có đầy đủ rồi nhá. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào bài nha. Chú. Đấy, bài của chúng ta đây. Chúng ta đến với cái bài số 1 này. Người ta cho mình một cái bảng như thế này này, yêu cầu là viết số thích hợp vào cái ô trống. Đó, chúng ta có quãng đường, có vận tốc, có gì, có thời gian. Vậy thì bây giờ yêu cầu chúng ta điền những ô mà còn đang gì trống như thế này để chúng ta điền vào. Được chưa? Vậy thì chỉ cần chúng ta nhớ nội dung công thức S tức là quãng đường thì bằng vận tốc nhân với thời gian này, vận tốc V này. Đó, V nha, thì sẽ bằng quãng đường chia cho thời gian, và thời gian T thì sẽ bằng quãng đường chia cho vận tốc. Chúng ta chỉ cần nhớ này thôi, đúng không? Rồi bây giờ có này, có quãng đường, có vận tốc, bây giờ chúng ta tính thời gian được không? Đây, chính là áp dụng công thức này, đúng không? Vậy thì các em sẽ dùng máy tính ta bấm cho nhanh nhá. Quãng đường là 103,4 chia cho thời gian, chia cho vận tốc là bao nhiêu? 47. Vậy thì chúng ta sẽ được là mấy? 2,2, đúng không? Như vậy thì sẽ đi là 2,2 giờ. Đó. 2,2 giờ. Đấy, thì chúng ta không cần ghi chữ giờ ở đây nữa, bởi vì sao? Đơn vị ở đây đã là giờ rồi, được chưa? Đấy, vậy thì đây chúng ta chỉ là 2,2 thôi, được chưa nào? Rồi, tương tự như vậy, chúng ta có này, thời gian, có vận tốc, bây giờ tính quãng đường này. Vậy thì quãng đường thì bằng vận tốc 45,6 nhân với thời gian là 3,5. Chúng ta sẽ được quãng đường là 159,6. Đó, 159,6 kilo gì? Km. Được chưa? Rồi, cột tiếp theo thì giống như cột đầu tiên, chúng ta sẽ lấy quãng đường chia cho gì? Chia cho vận tốc, tức là 57 mà chia cho 38 thì sẽ bằng 1,5 giờ. Được chưa? 1,5 giờ. Rồi. Tương tự như vậy thì chúng ta có quãng đường, có thời gian, giờ tính vận tốc thì sẽ bằng quãng đường là 36 chia cho thời gian là 2,4 thì sẽ bằng bao nhiêu? Vận tốc là 15 km/h. Đó, xong nhá. Được chưa? Rồi chúng ta cùng đến với bài số 2. Họ cho mình nè, một cái máy bay bay với vận tốc, tức là cho V này, 650 km/h. Được chưa? Hỏi máy bay phải bay trong thời gian bao lâu để bay được quãng đường là bao nhiêu? 1430 km. Vậy thì chúng ta chỉ cần tính gì? Tính thời gian. Áp dụng công thức. Thời gian thì bằng quãng đường chia cho vận tốc. Vậy chúng ta sẽ trả lời thôi, đúng không? Thời gian để máy bay bay gì? Bay hết quãng đường là, được chưa? Đó, thời gian để máy bay bay hết quãng đường là chúng ta sẽ lấy 1430 chia cho mấy? Chia cho vận tốc là chia cho 650. Rồi,
1430 chia 650 sẽ bằng bao nhiêu? 2,2 giờ. Được chưa? Đó. Sẽ bằng 2,2 giờ. 2,2 giờ thì chúng ta có thể đổi nó ra giờ phút này. Giờ phút này. Đấy. 2,2 giờ này. Thì sẽ bằng 2 giờ bao nhiêu phút các em? Tức là 0,2 giờ. 0,2 giờ thì chúng ta sẽ lấy 0,2 chia cho bao nhiêu? Tức là lấy 0,2 chúng ta nhân với gì? Nhân 60. Vậy thì 0,2 nhân 60 nó sẽ được là 12 gì? 12 phút nhá. Đấy, vậy thì sẽ là 2 giờ 12 phút. Được chưa? Đó, và đây chính là đáp gì? Đáp số thôi. Các em ghi đáp số. Vậy thì thời gian để máy bay bay hết quãng đường đó là 2,2 giờ hay 2 giờ 12 phút. 2 giờ 12 phút. Được chưa? Rồi, xong nhá. Ta cùng đến với bài số 3. Bài số 3 người ta cho mình này. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Quãng đường từ A đến B. Này, họ cho mình quãng đường A đến B dài bao nhiêu? 182 km. Lúc 7 giờ một ô tô đi từ A đến B với vận tốc này. Vận tốc là 52 km trên giờ. Đó. Vậy thì giờ người ta hỏi mấy giờ ô tô này đến gì? Đến B. Vậy thì giờ chúng ta chỉ biết là cái giờ xuất phát này. Thời gian là thời gian xuất phát nha. Xuất phát lúc mấy? Lúc 7 giờ. Vậy thì giờ muốn làm được cái này chúng ta phải tính thời gian mà ô tô nó đi hết cái quãng đường này, sau đó lấy thời gian xuất phát cộng với cái thời gian mà ô tô đi hết này thì nó mới ra được cái thời gian đến gì? Đến đích, tức là đến B. Đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ trả lời trước này. Thời gian ô tô đi hết gì? Đi hết quãng đường là đó. Được chưa? Phải viết cái này chúng ta làm nháp thôi mà. Nên sẽ bằng 182 chia cho 50 gì? 52. Đó. 182 chúng ta chia cho 52 thì nó sẽ hết là bao nhiêu? 3,5 giờ. Đó, vậy thì đây là 3,5 giờ nè. 3,5 giờ này chúng ta sẽ đổi nó ra. 0,5 tức là giờ gì? Giờ rưỡi đúng không? Vậy thì 3,5 giờ nó sẽ bằng là 3 giờ bao nhiêu phút các em? 3 giờ 30 phút. Rồi. Vậy thì ô tô này nó xuất phát lúc 7 giờ. Vậy thì chúng ta sẽ trả lời được. Vậy thì thời gian mà cái ô tô đến gì? Đến B. Lúc chúng ta sẽ lấy thời gian xuất phát là 7 giờ cộng với cái thời gian nó đi hết quãng đường là mấy? 3 giờ 30 gì? Phút. Đúng không? Đó, vậy thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Phút thì chúng ta giữ nguyên. Vậy thì 7 cộng với 3 sẽ là 10 giờ. Bao nhiêu? 30 gì? 30 phút. Đấy, chúng ta sẽ chọn đáp án 10 giờ 30 phút. Chúng ta quanh. Được chưa? 10 giờ. Đây. Đáp án C nhá. Chúng ta quanh đáp án C này. Xong. Được chưa? Rồi. Chúng ta cùng đến với bài số 4 này. Bình đi từ nhà đến trường. Từ nhà đến trường này. Nửa quãng đường đầu thì Bình đi bằng xe đạp. Tức là cái quãng đường từ nhà đến trường đây. Thì trong nửa quãng đường đầu đây nè. Một nửa đúng không? Thì anh này anh đi bằng cái gì? Phương tiện là bằng xe đạp. Đấy, ví dụ phương tiện đây xe đạp nhá. Thầy vẽ mô phỏng thôi. Nửa quãng đường đầu này đi bằng. Nửa quãng đường đầu Bình đi bộ, không phải đi xe đạp. Đi bộ. Tức là anh này anh loại bộ đúng không? Rồi chúng ta vẽ lại đi. Đây. Đây là quãng đường từ nhà đến trường nè. Thì trong nửa quãng đường này nè, anh đi là đi bộ nè. Đó, anh ta anh chỉ loại bộ thôi, đúng không? Vận tốc là bao nhiêu? Với vận tốc là 3 km trên giờ. Đấy.
Vậy thì anh đi bộ đến đây thì nửa quãng đường còn sau thì lại đi bằng gì? Đi xe đạp cùng với bạn. Đây, bắt đầu từ đây thì anh lại đi gì? Đi bằng cái xe đạp. Đó, đi bằng xe đạp, đúng không? Và vận tốc ở đây là mấy? 9 km này, trên giờ này. Biết rằng thời gian mà Bình đi từ nhà đến trường là hết 20 phút. Đó, và họ cho này, khoảng thời gian từ nhà đến trường này là bao nhiêu? 20 phút. Vậy thì họ hỏi, vậy thì cái quãng đường này này, từ nhà đến trường của Bình này là bao nhiêu km? Đúng không? Đấy, vậy thì nhìn vào cái dạng này, đây là một trong cái dạng mà có thể chúng ta sẽ mới gặp lần đầu, đúng không? Tuy nhiên thì có rất là nhiều hướng để chúng ta tiếp cận, hướng để chúng ta giải cái bài toán này, đúng không? Rất nhiều cách để chúng ta giải. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ giải theo cái hướng là chúng ta sẽ chỉ cần tính một cái phần là thôi. Có thể là tính trong phần đi bộ hoặc tính trong cái phần đi xe đạp này. Đấy, để làm gì? Để chúng ta tính được một nửa quãng đường. 20 phút tức là anh ta đi bộ. Anh ta sẽ đi bộ là hết bao nhiêu? 10 phút. Rồi đi xe đạp sẽ hết bao nhiêu? 10 phút. Đúng không? Đấy. Mà đi bộ thì vận tốc là 3 km, đi xe đạp là mấy? 9 km. Đấy, vậy thì đây là gì? Cách để chúng ta tiếp cận nó này. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ tính ở đây. Chúng ta thấy nè, vận tốc của đi bộ là 3, vận tốc của đi xe đạp là mấy? 9 nè. Đó, vậy thì chúng ta sẽ tính về dạng cấp, đưa bài toán trở về tổng số phần bằng gì? Bằng nhau. Hiểu chưa? Đấy, vậy chúng ta sẽ định hướng cái này giải. Thứ nhất là gì? Vận tốc của đi xe đạp nhé. Vận tốc đi xe đạp gấp vận tốc đi xe đạp gấp cái vận tốc đi bộ là, đấy, đi xe đạp là mấy? 9 km/h, đi bộ chỉ có mấy thôi? 3. Vậy thì 9 chia 3 sẽ là 3 gì? 3, nhưng mà 3 đây là 3 gì? 3 lần nè. Đúng không? Rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta thấy nè, 3 lần như vậy thì tức là đi bộ chiếm 1 phần, đi xe đạp sẽ chiếm gì? Chiếm 3 phần. Vậy chúng ta sẽ có tổng số phần bằng nhau. Tổng số phần bằng nhau của cái gì em nhỉ? Của đi xe đạp và đi gì? Và đi bộ là, đấy, đi bộ nó chiếm 1 phần, đi xe đạp chiếm 3 phần, vậy thì sẽ là 4 gì? 4 phần bằng nhau. Được chưa? Bây giờ chúng ta đã có 4 phần bằng nhau rồi, chúng ta sẽ tính được cái gì? Tính được thời gian Bình đi xe đạp đến nhà, hoặc là gì, thời gian Bình đi mới đi bộ. Được chưa? Tùy theo các em thích tính theo đi bộ hoặc đi xe đạp đều được hết. Vậy thì thời gian này, thời gian Bình đi gì? Bình đi xe đạp là, đó, chờ chúng ta còn mấy dòng nữa, còn có một lời giải, hai lời giải, vậy thì chưa, không đủ. Vậy thì chúng ta phải viết ngắn gọn lại đi. Vậy thì thời gian Bình đi xe đạp này sẽ là gì? 20 phút là tổng thời gian, đúng không? 20 này chia cho số phần bằng nhau, tức là chia cho mấy? Chia cho 4, nhân với mấy? Xe đạp nó chiếm 1 phần, nhân với 1. Vậy thì 20 chia cho 4 thì bằng 5. 5 x 1 sẽ bằng 5 gì? 5 này là 5 phút thôi nhá, đúng không? 5 phút thì chúng ta có thể đổi nó ra sẽ bằng giờ, là sẽ bằng bao nhiêu? 5 trên 6 60. 5 trên 60 chia cả tử và mẫu cho 5 thì sẽ được là 1 phần 10 gì? 1 phần 12 giờ. Được chưa? Đó, 1 phần 12 giờ nhá. Đấy, được chưa?
rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta đã có thời gian mà đi xe rồi thì chúng ta sẽ tính được nửa cái quãng đường này không? Đây, khoảng này anh ta đi có bao nhiêu? 5 phút thôi. Đúng không? Vậy chúng ta sẽ tính được nửa cái quãng đường chưa nào? Rồi, vậy thì ta sẽ tính được là nửa quãng đường. Nửa quãng đường. Nửa quãng đường Bình đi xe đạp, đúng không? Bình đi xe đạp là. Đấy, vậy thì ở đây chúng ta sẽ tính được nửa quãng đường mà Bình đi xe đạp là bao nhiêu? Quãng đường thì bằng vận tốc là mấy? 9 à? Nhân với thời gian là 1 phần gì? 10, 12, tức là 5 phút. Vậy thì 9 nhân 1 phần 12 tức là sẽ bằng 9 chia cho bao nhiêu? Chia cho 12 thì sẽ bằng 0,75. Đó, sẽ là 0,75. Đây sẽ là kilo gì? Km. Vậy thì nửa quãng đường là bằng này rồi. Vậy thì chúng ta có tính được quãng đường chưa? Vậy thì chúng ta sẽ tính được gọi là quãng đường. Gọi là quãng đường từ nhà đến trường là, tức là từ nhà Bình đó. Được chưa? Đó. Sẽ là bao nhiêu? Lấy nửa quãng đường là 0,75, các em nhân với mấy? Nhân với 2 thôi. Được chưa? Vậy thì 0,75 nhân 2 sẽ bằng bao nhiêu? 1,5 kilo gì? Km. Đó. Được chưa? Đấy, đây là cái cách mà chúng ta tính nhé. Thì đáp số nè. Đáp số là bao nhiêu? 1,5 km. Đó, vậy thì đây là một cái cách. Cách thứ hai thì chúng ta có vận tốc và có thời gian này nè. Chúng ta sẽ tính theo dạng có vận tốc, có thời gian, tức là 20 phút đi một nửa thì cái này sẽ hết khoảng 10 phút gì đó, đúng không? Chúng ta sẽ chia nó ra. Đấy, vậy thì đây là hướng mà chúng ta giải cái bài toán dạng như thế này, các em nhớ ghi vào cuốn tập hay cuốn vở của mình nha. Rồi chúng ta đến với bài số 5. Hồng và Dũng cùng đi từ A đến B và khởi hành cùng một lúc, tức là thời gian là như nhau, xuất phát như nhau. Trên nửa quãng đường đầu, Hùng nè, nửa quãng đường đầu thì Hùng đi với vận tốc. Nửa quãng đường đầu đây thì vận tốc là 4 km trên gì? Trên giờ. Nửa quãng đường sau thì Hùng lại đi là 6 km trên gì? Trên giờ. Còn bạn Dũng này đi cả quãng đường với vận tốc là mấy? 5 km trên giờ. Tức là bạn Dũng này là vận tốc đều, đúng không? Đó, còn bạn Hùng thì lúc đầu bạn đi chỉ có 4 thôi, nhưng mà vì sao bạn đi là mấy? 6. Vậy thì giờ ta hỏi gì? Câu A, Hùng đúng, Hùng và Dũng đến cùng lúc. Hùng đến gì? Không cùng lúc. Vậy chúng ta sẽ tìm. Vậy thì nhìn vào đây. Nhìn vào đây chúng ta phải tính được gì? Cái vận tốc trung bình của cái bạn này trước này. Bạn này là 5 km trên giờ rồi. Thì lúc nào cũng gì? Đều như vậy thôi. Vậy thì bạn này chúng ta phải tính là gì? Vận tốc trung bình của gì? Của bạn, bạn Hùng. Vận tốc trung bình của bạn Hùng nè. Sẽ là mấy? 4 cộng 6. Tất cả chia cho mấy? Chia cho 2. Thì 4 cộng 6 là 10. 10 chia cho 2 sẽ bằng mấy? 5 kg. Vậy thì bạn Hùng cũng đi vận tốc là 5 km trên giờ. Bạn Dũng cũng đi 5 km trên giờ. Hai bạn đều cùng khởi hành như nhau, cùng đi quãng đường như nhau, do đó 5 km so với 5 km sẽ bằng gì? Bằng nhau thôi. Đúng không nào? Đấy. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ Hùng và Dũng đến B cùng một gì? Một lúc. Vậy thì đây sẽ là đúng, đúng không? Đấy. Hùng và Dũng đến B không cùng một lúc sẽ là đáp án sai. Được chưa? Rồi, như vậy thì đến đây chúng ta đã kết thúc được cái tiết số 3 của cái tuần số 27 nha. Và các em nhớ là đừng quên chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình nha. Rồi, tạm biệt các em.